Nam thua Uzbekistan 0-1 ở vòng loại thứ hai Olympic 2024. Ngày 26 tháng 10, tuyển nữ Việt Nam đã thua 0-1 trước Uzbekistan ở trận ra quân bảng C vòng loại thứ hai Olympic 2024. Được đánh giá cao hơn, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với sự chủ động trước các cô gái Uzbekistan. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung cầm bóng nhiều, tổ chức nhiều đợt lên bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam lại không thể hiện được phong độ tốt nhất. Trên hàng công, Hải Yến tỏ ra khá vụng và những pha xử lý của cô có độ chính xác khá thấp. Các vệ tinh xung quanh cô như Tiết Dung, Bích Thủy cũng chơi dưới sức. Do đó, Huỳnh Như khá đơn độc trên hàng công. Rất nhiều lần chân sút của Lang FC phải lùi về tận phần sân nhà để tìm bóng. Trong khi đó, Uzbekistan chơi phản công đầy hiệu quả và một trong số đó đã giúp họ tạo bất ngờ ở phút 30. Nhận bóng từ đồng đội bên cánh phải, Zuarova truyền một chạm cho Diorakhon băng xuống, bấm bóng đánh bại thủ thành Kim Thanh để mở tỷ số 1-0 cho Uzbekistan. Những phút tiếp theo tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏ ra bế tắc trong tấn công. Còn đối phương thì liên tục có những đợt phản công nguy hiểm. Diorakhon vẫn là ngòi nổ quan trọng với hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên cô không thể chiến thắng sự xuất sắc của Kim Thanh. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải có sự thay đổi. Trong đó cầu thủ được kỳ vọng là Thanh Nhã cũng không thể hiện được tốt. Các cơ hội tốt nhất đều in dấu giày của Huỳnh Như, trong đó nguy hiểm nhất là cú sút đưa bóng chạm cột ở phút 62. Ở một pha bóng khác cô treo bóng khó chịu nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có tình huống tranh cãi ở phút 93 khi Mỹ Anh đi bóng và té ngã trong vòng cấm Uzbekistan sau pha truy cản của thủ môn Jonim Kolova. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Sau đó, mọi nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam đều bất thành, khiến họ đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Uzbekistan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.